Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước, đặc biệt tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều đã ghi nhận có các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Và để đảm bảo an toàn cho học sinh, thì ngành giáo dục Nghệ An đã chỉ đạo và yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là việc đẩy nhanh kế hoạch thi kiểm tra chất lượng cuối năm học. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Cũng như nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An, trong ngày hôm qua và sáng nay mùng 7 tháng 5, trường tiểu học Nghi Kim đã tiến hành cho học sinh khối 1, 2, 3 thi kiểm tra chất lượng cuối năm học 2020-2021. Đây là nội dung được triển khai sớm hơn một tuần so với kế hoạch để phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo của ngành thì nhà trường đã đẩy nhanh cái tiến độ về ôn tập rồi hoàn thành chương trình, đặc biệt là cho học sinh thi sớm hơn một tuần. Thì hiện nay thì trong sáng nay thì nhà trường đã tổ chức thi cho học sinh khối 1 và vào trong sáng thứ Bảy thì nhà trường sẽ hoàn thành cho học sinh từ khối 2 cho đến khối 4. Còn riêng khối 5 thì sẽ tổ chức thi vào ngày 11 tháng 5 theo chỉ đạo chung của toàn ngành. Ngoài việc yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K về phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cũng chỉ đạo các trường học căn cứ vào tình hình thực tế tại các trường đẩy nhanh kế hoạch thi và kiểm tra chất lượng cuối năm để nhằm đảm bảo điều kiện kết thúc năm học cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Hiện nay, ngoài toàn bộ học sinh trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã được nghỉ học từ ngày 7 tháng 5 do địa phương này có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Còn lại tất cả các trường học trên toàn tỉnh Nghệ An đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ thi kiểm tra chương trình cuối năm theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì các bậc phụ huynh có thể là đi tham quan và nghỉ mát nhiều vùng trên cả nước. Vì thế, trường chúng tôi đã thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Đó là khi phụ huynh đến trường hoặc các con đến trường thì bắt buộc phải khai báo y tế. Và các biện pháp phòng chống dịch thì chúng tôi đã thực hiện khẩu hiệu 5K theo của Bộ Y tế và thực hiện đo thân nhiệt tại lớp. Không được lơ là chủ quan. Từ đầu năm học chứ không phải là đến cái thời điểm này xảy ra là có dịch một số nơi. Và để chủ động trong cái thời điểm hiện nay thì Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các cái địa phương cuối tuần này và đầu tuần sau là thi kết thúc học kỳ 2. Như vậy các em sẽ hoàn thành cái năm học. Thời gian còn lại là để tổ chức dạy học và ôn tập cho các cháu. Nếu dịch ra xảy ra chúng ta dạy trực tuyến và kết thúc cái năm học. Theo chỉ đạo của ngành giáo dục Nghệ An, dự kiến trước ngày 15 tháng 5 tất cả các trường học sẽ hoàn thành chương trình thi kiểm tra chất lượng cuối năm. Năm học 2020-2021 trên tinh thần vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 nhưng cũng phải đảm bảo đầy đủ chất lượng chương trình học theo kế hoạch, không gây áp lực cho học sinh.